Rồi, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 49 nha. Thì lời nói đầu tiên, chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Anh em xem kênh đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó là niềm tin, đó là động lực giúp kênh ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh nha. Thì trước khi vào phần cầu lô số VIP 3 miền chuẩn ngày thứ hai ngày 10 tháng 6 cho cả anh em. Thì hai ngày nay Phú Quý không có lên video cho tất cả anh em tham khảo. Thì hôm nay Phú Quý cố gắng tranh thủ thời gian để lên video đưa những con số cho tất cả anh chị em tham khảo, giúp anh chị em chiều may mắn phát tài nha. Thì hôm nay trên Zalo tiếp tục chiến thắng rực rỡ. Ngày hôm nay mình không chia sẻ tất cả anh em, mình sẽ đi vào phần cầu lô số chuẩn 3 miền chuẩn ngày thứ hai ngày 10 tháng 6 cho cả anh em, để anh em đỡ mất thời gian nha. Mong rằng ngày mai ngày thứ hai ngày đầu tuần nó sẽ đem lại chiến thắng rực rỡ trên kênh lẫn trên Zalo, giúp anh em kiếm vài đồng uống cà phê ăn sáng, uống trà đá cốc bia hơi nha. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào đây. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai mình bắt tất cả anh em là 5 8 8 5. Thành phố Hồ Chí Minh mình bắt cả anh em được cầu là 5885, hy vọng rằng đồng thành phố mình sẽ cho về nha. Tiếp theo là đây, Đồng Tháp. Đồng Tháp mình bắt tất cả anh em đường cầu là 2 4 4 2. Đồng Tháp mình bắt cả anh em đường cầu là 2442, hy vọng rằng Đồng Tháp cho về nhé. Thì anh em xem kênh cũng đừng quên cho Phú Quý một lượt like. Anh em like chả mặc chặt tổng gì, like cho chủ kênh có niềm tin, có động lực và có tinh thần sản xuất để lựa chọn những cặp số, những đường cầu đẹp đưa kênh chiều nữa về cho cả anh em. Còn anh em thương tình hãy cho lượt chia sẻ, anh em chia sẻ càng mạnh được nhiều anh em khác biết đến kênh, ngày càng lớn mạnh mình xin đã được tất cả các anh em nhé. Tiếp theo là đây, Cà Mau. Cà Mau ngày mai mình bắt tất cả anh em đường cầu là 1771. Cà Mau mình bắt cả anh em đường cầu là 1771, hy vọng rằng đồng Cà Mau cho về nha. Tiếp theo là Ba Đài. Ba Đài ngày mai mình bắt cả anh em là 5885. Ba Đài mình bắt cả anh em đường cầu là 5885, hy vọng rằng Ba Đài cho về. Ngày mai Ba Đài mình thiên về con 85, anh em thích thì chơi còn không tham khảo cho mình nha. Tiếp theo là miền Trung. Miền Trung ngày mai mình bắt tất cả anh em đường cầu là 0770. Miền Trung mình bắt cả anh em đường cầu là 0770, hy vọng rằng đồng miền Trung cho vậy nha. Miền Trung ngày mai có hai đài nên mình không thiên về con nào, anh em thích thì chơi còn không thì tham khảo cho mình. Tiếp theo là đài miền Bắc. Miền Bắc ngày hôm nay đường cầu nó về con 06, ngày mai nó báo là đường cầu là 1221. Miền Bắc mình bắt cả anh em đường cầu là 1221, hy vọng là đồng miền Bắc sẽ về nha. Rồi trên đây là những cặp số như đường cầu phụ mình bắt mình đưa đây, chỉ mang tính chất tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ về cho cả anh em. Còn anh em nào trùng cầu, trùng máu, trùng kèo, kết với con nào của đài nào của miền nào hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm 10 điểm kiếm tiền bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, ly cà phê sáng. Còn anh em nào đang xa bờ bị cầu lộn số hãy kết bạn solo 0787955762. Mình sẽ cung cấp cho cả anh em những đường cầu VIP, những đường cầu kính tỷ lệ chiến thắng cao giúp anh em về và an toàn nha. Rồi chúc chiều mai những cặp số như đường cầu phụ mình đưa trên kênh sẽ về rực rỡ cả anh em ở ba miền. Chúc anh em chọn lựa những con số giúp anh em về bàn toàn nha. Chúc tất cả anh em trên Zalo tiếp tục thắng lợi tiền về để tối anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ mỗi đêm.